nói năng với em tiếng nào á, giống như không có hài lòng đó. Dạ. Nhưng mà không dám cản em, sợ em bỏ đi nữa. Dạ đúng rồi, là lơ luôn, không nói một tiếng nào. Api, cho anh hỏi là bố mẹ của em đâu? À, bố mẹ em mất từ hồi em 2 tuổi. À. Dạ. Nhưng ba mẹ cháu bị bệnh hay sao mà mất sớm vậy? Dạ ba em bị viêm màng não, còn mẹ thì bị ung thư tủy. Hồi trước á thì em không biết là mẹ mất. Hồi đó em chỉ nghe ông bà nói là mẹ đi làm xa, mẹ không có ở đây, nên là giao em lại cho ông bà nuôi. Thì em có hỏi là mẹ con đi làm ở đâu, thì kêu là đi làm ở bên Trung Quốc. Rồi kiểu hàng xóm người ta cứ nghe như vậy, rồi lâu lâu người ta gặp người ta cứ hỏi nếu mà bây giờ mẹ con về nhận lại con á, thì con có đi theo mẹ không. Thật sự là nếu mà là những người khác á, người ta sẽ nhận lại mẹ, nhưng mà em thì chắc em sẽ không nhận lại mẹ. Bởi vì từ nhỏ tới lớn em sống với ông bà nội, em thiếu tình cảm của mẹ em, thì em kêu bà nội em là mẹ. Bởi vì bà nội lúc đó cũng khổ vì em rất là nhiều, lo lắng cho đi học, rồi sáng sớm thì chở đi học, tối rước về, rồi lo cho học thêm, lo cho đủ thứ hết. Hồi đó nhà em rất là khó khăn, không có đầy đủ, nhưng mà cho em đi học á, thấy bạn bè em có cái gì là cháu mình phải có những cái đó, không để cho cháu mình túng thiếu cái gì hết. Nên là em rất là thương bà nội với ông nội em. Nhưng mà tới bây giờ thì vẫn không sửa được là kêu ông nội là ba, mà vẫn kêu ông nội là ông nội. Cuối năm em học lớp 10 là em quen một cái anh đó, là anh đó cũng là con gái luôn, nhưng mà tại lớn hơn em nên là em gọi bằng anh. Xong rồi em dắt về nhà. Em giới thiệu luôn. Dạ. Em nói là ông nội đây người yêu con. Ông trước khi em dắt về nhà em giới thiệu thì em cũng nghĩ là ông nội bà nội em đã biết rồi đúng không? Dạ. Em mới dám tự tin để em đưa về để đem giới thiệu đúng không? Dạ, bởi vì em nghĩ là cái đợt mà phát hiện em trong cái nhóm đó là cũng đã biết nghi một phần rồi. Đúng rồi. Xong rồi em dắt về em nói ông nội người yêu con. Xong ông nội cũng hỏi bạn đó là đang đi làm gì, nhà ở đâu, ba mẹ còn không? Hỏi y như là tra khảo người ta. Cái ông nội hỏi là thu nhập ổn không? Ông nội, ai em quen ai ông nội cũng hỏi câu thu nhập đó. Sao em khổ quá. Nhiều lúc em ngại với người ta luôn á, kiểu giống như mình quen người ta vì cái điều kiện của người ta. Ông nội kêu quen bạn bè thôi nha, không có gì bậy bạ nha. Tại ông nội. Trời ơi. Xin chào em. Dạ, em chào chị Khánh Chi, em chào anh Tuân ạ. Rồi hai em giới thiệu đôi nét về bản thân mình nhá. Em xin tự giới thiệu là em tên là Trâm, biệt danh của em là BB. Thì BB. Hiện tại em đang làm dancer của vũ đoàn Hoàng Thông. À, Hoàng Thông hả? Dạ. Em tên là Nguyễn Giang. Dạ. Nickname của em là Giang Thiên Định. Thiên nhiên Thiên Định đó hả? Thiên Định. Dạ không có, chữ Định á là tại vì bạn này đặt cho em, tại vì em hay định lắm, nhưng mà em không có làm. Không có làm phải không? À em định thôi mà em làm để người ta làm giùm mà. Dạ đúng rồi. Cho anh hỏi về câu chuyện khi mà PB còn bé đó, em phát hiện ra bản thân của mình từ lâu chưa? Em phát hiện ra bản thân của mình là từ năm em học lớp 6. Khi mà em vào cấp 2, em được xếp ngồi chung với lại một bạn nữ, cứ chơi thân với nhau tới năm lớp 8. Có một cái vấn đề xảy ra là em với bạn đó không có chơi với nhau nữa. Bởi vì lúc đó là em được trường cho đi thi hát, rồi những cái hoạt động văn nghệ của trường thì cũng được nhiều bạn nam để ý. Cái là mấy bạn đó cứ theo ghẹo nè, rồi mua bánh, mua nước cho em ăn. Thì bạn nữ đó mới thấy là chắc phiền quá nên là thôi giãn em ra, không nói chuyện với em nữa. Em có hỏi bạn đó về lý do đó không em? Dạ không luôn. Lúc đó là thời gian đó hai đứa không nói chuyện với nhau luôn. Em chuyển chỗ khác ngồi. Nhưng em không thấy tiếc cái tình bạn đấy hả Vi? Kiểu mình đang thấy vui vui với lại mấy bạn nam này nên là em không có suy nghĩ tới bạn đó. Nhưng mà lên tới năm lớp 9 thì em mới nói với bạn á là thôi năm cuối rồi, bây giờ tao với mày có cái gì mà không có hiểu về nhau á, thì bây giờ tao với mày nói chuyện lại với nhau. Thì bạn mới kêu là tao không có gì khó chịu với mày hết, chỉ là thấy lúc đó cái khoảng thời gian đó mày có nhiều người để ý quá đi, thì nếu mà thêm tao nữa thì cũng thừa. Ủa gì kỳ vậy? Nên là bạn tự giảng em ra, chứ cũng một phần không phải là do em giảng bạn ra. Nhưng mà cho chị hỏi, bạn đó giới tính gì cưng biết, lúc đó cưng biết không? Dạ không. À cưng chưa nghĩ gì hết. Dạ. Cưng nghĩ là bạn đó là một người con gái bình thường. Dạ đúng rồi. Tiếp theo câu chuyện đó là gần học kỳ 2 của lớp 9 thì bạn đó mới nói em là Bi ơi, tao muốn đi cắt tóc.
nên là hồi nãy giờ anh cho thấy rất là nghi ngờ. Em dắt bạn ra tiệm cắt tóc thì em đã làm một điều rất là sai lầm, là em cho bạn cắt tóc bơm bê mái ngứa xong rồi phòng. Qua ngày hôm sau em đi học thì em không thấy bạn tới lớp, em mới nhắn tin em hỏi ủa sao nay mày không đi học. Nó nhờ cái đầu của mày tao không dám đi học. Là bạn trốn ở nhà luôn. Bạn đó vẫn nghỉ ngày thứ nhất, ngày thứ hai, qua tới ngày thứ ba bạn đó đi học lại thì em nhìn em hết hồn luôn. Cạo sát hai bên xong rồi ở trên thì vuốt keo dựng. Là ạc bên này dựng dạ, lên bên đây rồi. Là cắt đẩy đơn sát luôn đúng hả? Rồi trời ơi. Rồi hiểu luôn ha. Em hiểu rồi. Hiểu luôn rồi đó. Em mới nói là vậy không nãy đó. Hồi đó mình không nghĩ là dùng từ là lép hay gì, mình nói ôm môi đó. Xong rồi vừa thi xong, đợi kết quả thi lớp 9 để tốt nghiệp á, bạn nó qua nhà em chơi. Xong hai đứa đang ngồi coi tivi thì bạn quay qua bạn kêu Bi, tao thích mày, mày làm người yêu tao nha. Nghe bạn nói xong câu đó em chết đứng luôn, em không trả lời luôn, em bị khựng luôn. Cái bạn nói thôi giờ mày ăn gì tao dắt mày đi ăn, cái là đánh qua chuyện khác. Thì tối bạn nó mua bánh ngọt, lúc đó cũng 8 giờ rưỡi tối. Em mới nói là thôi trễ rồi mày đừng về nữa, vô nhà ngủ với tao đi. Em nói em yêu hả? Dạ. Em biết người ta như vậy mà em vẫn kêu người ta vô ngủ với em, gì vậy trời. Em lúc đó em không nghĩ là cái cảm xúc em là sao mà em rủ bạn đó vô ngủ chung với em. Kiểu lúc đó là trời cũng đang mưa lất phất á, thì em sợ là bạn đi về dính mưa. Cho là dính mưa nhưng biết người ta thích mình. Dạ. Mà kêu vô nhà ngủ là cũng có vấn đề đó nha. Nhưng mà thật ra lúc đấy Pi có cảm tình gì với bạn đấy không? Em cũng thấy mến bạn. Tại ngủ lại nó xảy ra rất là nhiều chuyện. Dạ. Tắt thì... đèn hiểu không? Đâu biết được chuyện gì xảy ra. Hai cái chăn mạnh đứa nào đó ngủ. À. Dạ, tới sáng bạn đi về hết chuyện. Trong sáng nha. Dạ, rất bạn là trong sáng ngoan. Luôn. Rồi. Tại do em biết sao là ngoan. Thứ nhất là bạn đã mới bắt đầu xác định được cái giới tính mình, giống như biết lâu rồi nhưng mà bắt đầu mới bung ra. Thì đó bạn đã chưa có trải qua nhiều cái cuộc đi chơi. Dạ. Chứ nếu như bạn đã từng trải qua những cuộc đi chơi đó xanh rồi là em bữa đó em bị lụm rồi. Chắc luôn. Mà kêu vô trời mưa nó rất phút mưa bay mà ở trong tắt đèn. Trời ơi, đúng tủ luôn rồi. Hên cho em nha. Sau cái bạn đó em có quen một bạn nữa. Thì em quen cái bạn này cũng được 2 tháng thôi. Em quen với cương vị em là người nam. Em đóng vai nam. Dạ, bạn kia là nữ. Mỗi ngày bạn đó cứ nũng nịu rồi em bị mệt á. Ngày nào cũng chồng ơi chồng ăn gì chưa, sao hôm nay chồng không nhắn tin em, bộ đang bận gì hả, hay là đang đi đâu đó. Nhão quá phải không? Em mệt luôn á, em rất mệt luôn. Thì em đóng vai chồng em phải như vậy thôi. Dạ nhưng mà bạn nhão quá, em bị mệt. Thì em nói là em ơi em bớt nhão đi, nhão anh mệt. Chia tay đi, mệt quá. Không quen nữa. Là chia tay hôm đấy luôn. Mệt mỏi dạ. Quá đúng không? Mệt mỏi quá. Dạ bởi vì bạn nhựa quá đi. Nếu như bạn đã ước vậy là bạn đó chị nghĩ chắc phải là gái thẳng chứ. Thật ra là cái việc điệu hay không nó thuộc vào tính cách các chị. Nhiều người con gái thẳng cũng đâu có điệu dữ vậy đâu. Rồi bây giờ khoan, bây giờ nhân vật Giang xuất hiện rồi. Thì cho anh hỏi về cái câu chuyện tuổi thơ của Giang trước đã. Em phát hiện được là giới tính từ khi em còn nhỏ xíu rồi. Là em rất là thích những người con gái mà kiểu lớn lớn tuổi, đứng tuổi một chút xíu. Cho đến lớp 4, lớp 5 gì đó em bắt đầu thực sự là có tình cảm như nam nữ luôn với một chị. Trong khoảng 3 năm mà em không có nói. Tức là em yêu đơn phương. Dạ đúng rồi. Mà chị đã biết cưng thích chị đó không? Em nghĩ là không. Tại vì ba mẹ em với ba mẹ của chị đó là chơi thân. Cho nên em rất là sợ. Là không có dám nói ra từ đây đến bây giờ luôn. Cuối năm em học lớp 9 thì một bạn là lúc đó là em cảm nhận tình cảm đúng nhất. Bạn này rất là đặc biệt là tại vì bạn ship em với một bạn khác, bạn nữ khác mà bạn ship nhiệt tình luôn. Mà nhưng trong khi là thích em mà làm vậy. Chưa, em không biết là lúc đó bạn nó có thích em hay không nữa. Nhưng mà bạn nó rất là nhiệt tình trong mọi trường hợp luôn. Đến mức mà trời đổ mưa, cái bạn nữ mà em thích đứng chờ ở ngoài mưa như vậy á, bạn kia bạn không ra. Thế cuối cùng hai đứa phải đi về thì đang có thích đó tôi. Có thích mấy vậy? Thích thì... gì lại làm giống như cao thượng á, hay chơi chiêu là thích
mà thích giống như mà biết cái người mình yêu mình thích cái gì đó, à, anh thích gì không là vậy rồi em dẫn anh đi anh nhiệt tình như để hiểu không, nhưng mà biết để khi một lúc nào mà hai người đó không thành thì nhảy vô nó có thể chị thử cái chiêu cao thượng đấy chưa ạ? Cái vấn đề đó chị thực sự là ngày xưa ham đấy, em hỏi chị là ngày xưa chị từng yêu một người mà chị không dám nói, chị có một nhỏ bạn gái thân chị cũng hay vậy đó, chị cũng biết là cái bạn chị thích chị cũng đưa qua vậy đó, chị có ngày xưa chị có vậy yêu cái kiểu yêu cao thượng đó, bạn đó nó thích em mới làm vậy đó, tại vì bạn đó biết là nếu như người ta yêu một người đó mà nhìn người yêu mình hạnh phúc người ta hạnh phúc thêm, còn nếu không hạnh phúc được thì mình nhảy vô nó dễ hơn, là cái người kia sẽ rung động là à một người quá tốt thương yêu lo lắng mình tức nó mà đi tìm người yêu cho mình đó, cái đó là chơi chiêu cao hơn nó cưng. Cuối cùng là cái cô kia không ra thì cô này có ra bạn... bữa đó có ra bạn em thích có ra không? Xong hai đứa chở nhau về, vài ngày sau thì bạn nó có nhắn tin lại với em, bạn nó nói là cái bạn nữ mà em thích á nói rằng em là người tốt cho nên muốn là bạn này quen em. Em cũng mệt thấy mỏi chưa? Vòng qua vòng lại thấy chưa? Em cũng mệt mỏi với cái chuyện này lắm, em không có thích như vậy tại vì giống như người ta xem mình là làm một cái món đồ. Cũng có không phải em, cũng có thể tập vì cái bạn kia thấy cái bạn này nè quá thương em đi, yêu em mà nhiệt tình mà sẵn sàng đi với em để tìm một cái người khác. Cái người kia thấy tội nghiệp cho cái bạn này, tâm ra cái người kia không đến với em người ta rút lui, đó cũng là một trường hợp. Bạn này đi một cái nước cờ nó quá cao đi, cái này cho nó thật sự trong tình yêu đây nè, chiêu đó cưng, cái là chơi chiêu đó. Theo em tìm hiểu thì bạn này gái thẳng, bạn thẳng tưng luôn. Thì nó bây giờ nó không, bạn nó không thích em. Chứ nếu mà nó mà thích em, bạn nó sẽ không nhường. Đâm ra là cuối cùng là em đến với cái bạn mà dẫn em đi. Em giận á, tại vì hai bạn này kiểu sàng quá sàng lại quá, hai lần như vậy luôn chứ không phải một lần. Thì em không có nói chuyện nữa, thì một thời gian sau tình cờ gặp lại thôi. Thì bạn Vinh nói ngỏ ý là muốn em kèm bạn một môn, xong bạn kèm ngược lại em một môn. Em cũng đồng ý và mỗi ngày bạn qua học là hai đứa học chung cho đến lúc mà thi xong là bắt đầu đi chơi, cứ dần dần có tình cảm. Có ngày bạn đó tự nhiên nhắn tin với em bảo là tao ở nhà một mình, tao sợ, tao qua nhà mày ngủ được không? Thì em cũng ok. Trong cái đêm đó thì hôn nha. Là nụ hôn đầu tiên của em luôn. Ai hôn ai cưng? Đến giờ em vẫn không biết là ai hôn ai. Là kiểu hai người đều chủ động. Dạ. Sau khi thi chuyển cấp thì tụi em với đi một chuyến Đà Lạt. Tụi em đi chơi mà chụp hình, xong rồi up Facebook. Em không biết bằng cách nào mà ba em nhìn thấy, tại vì em xài hai Facebook khác nhau. Thì ba em nhìn thấy, ngay cái ngày hôm đó em vừa bước vào nhà là ba em bước xuống, ba em bảo sao chụp hình giống yêu nhau quá vậy, con gái phải cho ra con gái. Em đứng chết chân luôn, em không nói được gì khác hết. Em vào phòng em đóng cửa. Ngay sau ngày hôm đó là ba em mất. Bà em á là người mà chăm sóc em hồi nhỏ, thì ba mẹ em đi làm suốt, hàng ngày là em ở với bà hết. Thì trong nhà em là bà là người em quý nhất. Thì bà mất, kiểu lúc đó em suy sụp lắm. Em không có muốn là ai biết cái chuyện đó hết, nên em mới nhắn tin cho bạn này, em nói là nhà tao có việc cho nên tạm thời là tao không có online hoặc là gặp mày nhiều được. Thì từ từ đi, tại vì em cũng lo lắng chuyện ba mẹ em nói như vậy. Hết một tuần sau đó bạn nó chịu không được, bạn đến nhà em thì thấy là nhà em vẫn còn đang để tang á. Bạn với nói với em một câu là mày không coi tao là người yêu. Em rất cảm thấy rất là buồn, là tại vì em không chia sẻ được. Một thời gian sau bạn cũng đối xử lại với em y chang như vậy, là ông bạn bận. Ủa tại sao mà thí dụ gia đình mình có chuyện buồn thì mình cũng có thể chia sẻ với là người yêu mình, chỉ thấy cái chuyện đó bình thường mà. Nhưng mà tao có gì đâu mà mình không chia sẻ được. Mà em cũng muốn người ta thấy em vui chứ không phải là buồn. Kiểu em không có thích làm trì mối quan hệ á. Lúc mình buồn, người ta chia sẻ với mình thì người ta mới là người thương mình thật sự. Chứ phải gặp nhau vui vẻ hạnh phúc ở lúc mà buồn là mỗi ngục nơi đâu có được. Tình yêu là buồn vui là phải đi đâu với nhau. Lúc mình buồn là người yêu mình chia sẻ với mình, lúc mình vui thì hai đứa cùng hạnh phúc mới là tình yêu. Bạn bè tốt cũng vậy, chứ đâu phải lúc nào vui mới gặp nhau, lúc buồn là kêu không qua đâu. Những lúc buồn là những lúc mình nên thử cái người đó có thương mình, cái người bạn nó có chơi tốt mình hay là không. Gặp sóng gió mới biết người chân tình. Thì em thấy là tất cả những cái mà bạn đối xử với em, bạn rất là tốt. Bạn đó đang làm lại cho em thấy cái em có khó chịu hơn không? Đó, là bạn đó muốn cho em biết là giống như lúc những lúc mà không gặp nhau á, bạn đó không chia sẻ với em á, em có cảm thấy khó chịu là không? Giống như ngày xưa gia đình em có tang, em giấu bạn đó. Thì sau đó là bạn
anh bạn đi nghĩa vụ quân sự về, đi bộ đội đó. Anh mới nói anh biết chuyện của tụi em, thì anh nói là anh biết nhưng mà anh không có ủng hộ. Em cũng kiểu suy nghĩ là ở gia đình bạn nó cũng không có muốn như vậy. Mẹ thì muốn là học xong 12 là lấy chồng luôn. Cho nên em cũng không có dám. Không ai ủng hộ hết á. Dạ đúng rồi. Cho nên em quyết định đường anh ấy đi. Rồi nhưng mà em chưa come out với gia đình của em đúng không? Dạ cho đến bây giờ luôn là không ai nhắc gì đến cái chuyện là Tại vì gia đình bạn này biết rồi. Đâm ra cũng đâu có cần phải come out. Có nhiều người gia đình đã biết từ nhỏ lớn rồi, đâm ra nó không cần phải come out. Còn có nhiều gia đình là không có nghĩ con mình như vậy. Cứ nghĩ con mình là con gái thật sự. Đâm ra mấy bạn nó đến lúc nào đó mấy bạn mới cần come out. Còn bạn này như vậy thì hình dáng như vậy thì từ nhỏ lớn này chắc cha mẹ đã biết rồi. Mà cha mẹ mình sinh mình ra nữa, tính cách mình như thế nào là cha mẹ mình để ý. Chỉ có là không nói ra chứ sao mà không biết được. Rồi bao giờ em mới chính thức come out với lại ông bà nội của em? Dạ thì em mới suy nghĩ ra là ở dưới Biên Hòa không có cái hội dành cho LGBT. Nên là em lập ra một cái ad ở trên Facebook là cộng đồng LGBT Biên Hòa. Em mời hết tất cả các bạn trans rồi gay rất là nhiều luôn. Xong rồi dành ra ngày Chủ nhật để đi học mỗi tuần. Kiểu cứ tuần nào em cũng đi như vậy. Tới có khi 9-10 giờ tối em mới về thì ông nội em xin nghi. Ông nội em đi theo rình, phát hiện ra là em đang ngồi trong một nhóm khoảng 20 mấy người. Toàn là con gái mà cắt tóc con trai rồi. Có cả những bạn nam gay mà trắng trẻo mà ẻo lả. Trời ơi, ông nội em kiểu tức giận lên xong nhào vô, lôi về, khóa cửa nhốt lại ở nhà không cho đi đâu hết. Điện thoại hay là bạn bè gì bên ngoài là cắt đứt hết. Lúc đó là bị nhốt, khóa trái cửa ở ngoài. Giống như là mình đi ra đi vô mà cứ tới gần cửa là sẽ có người canh chừng mình, dè chừng mình. Em mới nhớ ra là ở trên phòng chú em có một cái ban công. Em leo lên trên đó, em nhảy xuống. Là em bỏ nhà em đi luôn. Em đi được 3 ngày. Nhảy xuống có sao không? Dạ. Cao không cưng? Dạ, ban công lầu 1 thôi chị. 2 mét? Dạ. Kiểu mình đi thì đồ đạc cũng không có, tiền bạc cũng không, điện thoại không có giấy tờ gì trong người hết. Em ở nhà bạn này 1-2 ngày rồi qua nhà bạn khác 1-2 ngày. Tới khi mà bạn em nó đi kiếm em, nó nói là Bi ơi bây giờ mày về đi. Ông bà nội mày nói là nếu mà mày không về á thì ông bà nội mày sẽ báo công an. Em cứ suy nghĩ tới chiều tối luôn. Thì em quyết định là thôi đi về. Bởi vì mình mà ảnh hưởng nhiều người quá cũng không hay lắm. Mà em vừa mượn bạn được 50 ngàn. Em bắt xe ôm đi về tới trước đầu hẻm nhà em. Em xỉu đầu hẻm luôn. Có mấy chú ở trong xóm đi ngang thì thấy em nằm xỉu đó mới bê về nhà. Tới ngày hôm sau thì ông bà nội có đưa điện thoại cho em. Thì em gọi hết cho bạn bè em qua đi chơi với tao đi thế này thế kia. Bởi vì lúc đó cái tâm lý là mình mới một vố vậy rồi chắc là nhà mình sợ không có dám cản mình nữa đâu, nên là em kêu hết bạn bè về nhà chơi. Về nhà chơi thì ông bà nội cứ đi lên đi xuống ngó lườm vậy, không nói năng với em tiếng nào hết, giống như không có hài lòng đó. Dạ. Nhưng mà không dám cản, em sợ em bỏ đi nữa. Dạ đúng rồi, là lơ luôn, không nói một tiếng nào. Pi, cho anh hỏi là bố mẹ của em đâu? Bố mẹ em mất từ hồi em 2 tuổi. Dạ. Nhưng ba mẹ chắc bị bệnh hay sao mà mất sớm vậy? Dạ, ba em bị viêm màng não. Còn mẹ thì bị ung thư tủy. Trời ơi. Hồi trước á thì em không biết là mẹ mất. Hồi đó em chỉ nghe ông bà nói là mẹ đi làm xa, mẹ không có ở đây, nên là giao em lại cho ông bà nuôi. Thì em có hỏi là mẹ con đi làm ở đâu, thì kêu là đi làm ở bên Trung Quốc. Rồi kiểu hàng xóm người ta cứ nghe như vậy, rồi lâu lâu người ta gặp người ta cứ hỏi nếu mà bây giờ mẹ con về nhận lại con á, thì con có đi theo mẹ không. Thật sự là nếu mà là những người khác á, người ta sẽ nhận lại mẹ. Nhưng mà em thì chắc em sẽ không nhận lại mẹ. Bởi vì từ nhỏ tới lớn em sống với ông bà nội, em thiếu tình cảm của mẹ em. Thì em kêu bà nội em là mẹ. Bởi vì bà nội lúc đó cũng
khổ vì em rất là nhiều. Lo lắng cho đi học, rồi sáng sớm thì chở đi học, tối rước về, rồi lo cho học thêm, lo cho đủ thứ hết. Hồi đó nhà em rất là khó khăn, không có đầy đủ. Nhưng mà cho em đi học, thấy bạn bè em có cái gì là cháu mình phải có những cái đó, không để cho cháu mình túng thiếu cái gì hết. Nên là em rất là thương bà nội với ông nội em. Nhưng mà tới bây giờ thì vẫn không sửa được là kêu ông nội là ba, mà vẫn kêu ông nội là ông nội. Cuối năm em học lớp 10 là em quen một cái anh đó, là anh đó cũng là con gái luôn, nhưng mà tại lớn hơn em nên là em gọi bằng anh. Xong rồi em dắt về nhà. Em giới thiệu luôn. Dạ. Em nói là ông nội đây người yêu con. Ông trước khi em dắt về nhà em giới thiệu thì em cũng nghĩ là ông nội bà nội em đã biết rồi đúng không? Dạ. Em mới dám tự tin để em đưa về để đem giới thiệu đúng không? Dạ, bởi vì em nghĩ là cái đợt mà phát hiện em trong cái nhóm đó là cũng đã biết nghi một phần rồi. Đúng rồi. Xong rồi em dắt về em nói ông nội người yêu con. Xong ông nội cũng hỏi bạn đó là đang đi làm gì, nhà ở đâu, ba mẹ còn không? Hỏi y như là tra khảo người ta. Cái ông nội hỏi là thu nhập ổn không? Ông nội, ai em quen ai ông nội cũng hỏi câu thu nhập đó. Sao em khổ quá. Nhiều lúc em ngại với người ta luôn á, kiểu giống như mình quen người ta vì cái điều kiện của người ta. Ông nội kêu quen bạn bè thôi nha, không có gì bậy bạ nha. Tại ông nội em chỉ muốn là em quen bạn bè thôi, ông nội em không có muốn em tiến xa hơn á. Còn đến bây giờ thì sao Pi? Dạ tới bây giờ thì ông nội em nhận đây là cháu rể rồi, làm gì cũng hỏi tới đây hết á, dục em qua một bên luôn. Bạn này xuất hiện từ lúc nào? Dạ sau cái anh đó là bạn này xuất hiện. Là bạn này là người thứ ba? Dạ sau anh đó khoảng 4 năm là bạn này xuất hiện. 4 năm luôn. Dạ. Quen nhau ở trường hợp nào? Dạ thì hai chị em. Chị em hả cưng? Gần như vậy. Hồi trước là em có viết một cái kịch bản phim, rồi em mới đăng lên, em gọi mời mấy bạn tới casting phim của em. Thì có bạn này nữa đòi cast vai chính, vai người yêu của em. Mà lúc đó bạn trẻ trâu lắm kìa, nhìn bạn kiểu mặc áo thun xong khoác cái áo sơ mi sọc đỏ ngoài, đi chiếc mắt ngừng ở đằng trước chỗ casting của em mà ngồi trên yên xong gác chân lên nhìn. Em nhìn em ghét lắm luôn á. Em nói thôi lại đi, không cho vô vai đâu. Từ hôm đó là chị em chơi với nhau luôn, đi chơi với nhau, đi uống cà phê, đi coi phim. Hôm đấy đang không thích nhau không thì là sao chơi vai. Chơi với nhau mà được. Tự nhiên chơi với nhau là sao chờ cái gì bà. Giống như là buổi trưa đó casting thì nhiều người quá, em mới bực mình em không cho vô vai. Nhưng mà tới chiều tối về á, sơ lược lại thì em nói mặt này cũng được, thôi lập vô cái group đi. Em cứ mời những bạn mà em nhắm được á, em mời vô xong em hẹn đi cà phê một khoảng thời gian dài. Xong rồi hai đứa cùng vừa chia tay người yêu xong, em qua quán của Giang làm pha chế thì em qua đó em uống nước. Ngày nào em cũng vác cái thân em qua, em đi làm ở trên Sài Gòn em cũng ráng. Cho chị hỏi lý do gì cái quán nó đẹp hay là có ai mà để mà mình muốn đến? Một phần là cũng do quán, cái view quán em cảm thấy nó hợp với em. Ở Sài Gòn nhiều view quán đúng đẹp rồi. Lắm em ơi. Dạ. Thì tại vì ông chủ quán á dễ thương. Anh chủ quán cũng dễ thương luôn. Đấy chưa. Qua ngày hôm sau em nhận được một cái job chụp hình cưới mà em không biết kiếm ai hết. Em nhắn tin cho Giang, em hỏi là Giang ơi, chị có cái job này nè, em đi chụp với chị được không chứ chị không tìm được người. Giang mới ok. Rồi em hỏi thêm câu là mà đi chụp với Bi vậy rồi người yêu bé có ghen không? Giang nói không sao đâu Bi, người yêu bé biết Bi mà. Thế là hai chị em đi chụp. Chụp xong rồi có mấy cái ôm mà hung rồi này nọ. Chị ơi, chị thấy hai chị em này lòng vòng lắm không? Hai chị em này là có thích nhau. Rồi quẹo trái quẹo phải rồi cuối cùng đi cũng đi chung đường. Thích nhau mới kêu người chụp. Đâu phải là thật sự nếu mà muốn có người chụp nhiều lắm, hỏi như này hỏi như kia hỏi như nọ. Tự nhiên trời ơi bà ơi, hỏi cái gì rồi chụp với lại Di đó chị, rồi người yêu em có ghen không? Nên nếu cái mà sợ ghen đúng, nếu mà sợ ghen thì đừng có kêu. Cái câu thăm dò để người ta người yêu làm sao kêu xong rồi hỏi là có ghen không. Tới một cái ngày định mệnh là rồi, cái bùng gì luôn. Tới nó tới luôn. Là bữa đó em cãi nhau với bạn này một cái chuyện rất tào lao là em không ăn, xong mà bạn này cứ nói qua nói lại cái kêu thôi mệt quá tôi không nói bà nữa, bà muốn làm sao bà làm. Cái bạn này nín luôn, không nói, không nhắn tin, không nói chuyện em nữa. Rồi em cảm thấy khó chịu. Dạ ngay lúc đó có cái chị kia, chị nhắn tin Bi ơi hôm nay sinh nhật chị, qua bên đây chơi sinh nhật chị đi. Thì qua đó đi karaoke
chị đó cũng biết cái mồi là em thích ông này rồi. Mới vừa bước vô bà tấp cho mình mấy lon bia luôn cho em xỉn. Rồi ha, bà lấy điện thoại em bà kiếm Facebook ông này. Cái bà nhắn tin bà kêu Giang ơi hôm nay sinh nhật chị, nể mặt chị qua đây chơi chị đi. Cái mình đang đứng mình hát nha. Cái bà nó bắt cũng quá. Em đang đứng em hát xong chị cứ dúi dúi cái điện thoại vào tay em kêu bí 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 ra chỉ đường cho nó vô. Thì em không biết là đang gọi cho ông này. Em đang đứng này em vẫy tay. Mà nghe nữa. Giọng cưng biết hả? Xỉn rồi chị. À với là cưng không nghĩ là bạn này. Dạ. Xong chạy gần gần thôi em thấy ủa cái đầu trắng trắng nha, đeo mắt kiến chạy chiếc mắt màu xanh nha. Ủa. Xong ông cũng lạnh lùng ông chạy xe vô gạt trống xuống leo xuống gỡ nón bảo hiểm. Em đón về. Tại vì... về đâu cưng? Dạ thì lúc đó trời cũng một đêm mưa gió bão bùng dạ. Cũng là mưa gió bão bùng. Dạ mà mưa lớn luôn chị. À vậy là ông trời giúp hai đứa em đó. Em mới nói là thôi giờ về trên nhà bạn này mà mưa lớn như vậy cũng ngập, không có về nhà được. Mà em bây giờ cái giấc này em về nhà cũng không vô nhà được. Cái là hai đứa chết luôn thuê cái phòng ngủ. Ông trời mưa ác dễ sợ. Làm cho hai đứa không về nhà được đúng không cưng? Dạ đúng rồi, tại ông trời. Chứ đó. Tụi em đâu có muốn như vậy đâu. Ấy là em cũng thuê cái phòng ngủ nhưng mà thuê hai giường. À, thoại của em hai giường nó chi vậy lòng vòng quá. Em cũng bực mình thật sự luôn á. Tại mình đâu có chắc là người ta chia tay bồ chưa đâu. Mình lãng quạng, mình bị đánh ghen người ta. Em chưa chắc mà em dám dẫn người ta vào nhà nghỉ. Mới đầu em nằm giường bên này nhưng mà cái giường bên này chỉ có gối không có chăn. Em nhường cho bạn cái giường bự nhất. Bạn mới kêu là thôi bà qua đây bà ngủ đi, tôi nằm bên đó cho. Thì em qua hỏi chứ sao vợ. Cái là tối tắt đèn. An kêu tắt đèn. À bên đó luôn hả? À, em cũng sợ tối. Nhưng mà em cũng thích tắt đèn. Mà tắt đèn có gì không? Bữa đó có gì không? Có rồi hả? Là bữa đó tắt đèn là có luôn. Lúc đó em đã có tình cảm thật sự chưa? Là em quyết định là em à, sao cái đêm cưa đó, bà này rồi đó. Là thích rồi đúng không? Thật sự á thì em thích bà này từ rất là lâu rồi. Từ cái lúc mà em nhìn thấy được bức hình đăng trên Facebook mà đăng tụi diễn viên thích thì thích nhưng mà sau khi ưng ái rồi có thích hay không là chuyện khác nha. Thì đó bởi vậy giờ với tới nhau chị đó, là cái này coi như là ok đúng không? Dạ. Chứ khi thích mà vô cái chuyện đó không hợp cũng đâu có thích đâu. Xong rồi chị của bạn này mới thấy bạn này hay đi quá, nhắn tin cho em. Thì lúc này là hai đứa đang có một cái biến cố rất là lớn mà nghĩ là sẽ không tới được với nhau luôn. Chị của Giang nhắn tin cho em, nếu mà chơi với nhau á đàng hoàng chứ đừng có rủ nhau đi đêm đi hôm như vậy. Giang nhà chị á từ trước đến giờ không có đi như vậy. Chị đó nghe nhiều những người ngoài nói về gia đình em là ba mẹ em mất thì chị đó mới dùng một câu rất là nặng mà em nhớ tới bây giờ luôn. Em không có ba mẹ để dạy em nhưng mà Giang nhà chị thì có. Nên là nếu hai đứa cứ như vậy hoài thì chị sẽ cấm không cho Giang chơi với em nữa. Em mới chụp cái tin nhắn đó gửi qua cho Giang. Cái là em cũng cảm thấy chạnh lòng á. Tự ái chứ ha. Dạ, nói là không biết bây giờ mình có nên tiếp không hay là thôi để cho Giang thoải mái. Bởi vì cũng trăn trở lắm, em tính là em không quen nữa rồi nhưng mà ủa, mình quen là chuyện của mình, người ta nói về chuyện của người ta. Đúng rồi. Cái em cũng kể cho ông càng này nghe. Càng cấm là càng yêu. Dạ, phải vậy. Rồi em phải quen để em chứng minh cho gia đình bạn này thấy em là người đàng hoàng. Dạ. Và em cứ luôn là lúc đó giống như là mình có tình rục rịch rồi. Mình đâu có gì đâu, tình yêu mình phải yêu. Lúc đó thì em hết hạn thuê nhà, em trả nhà. Cái Giang mới kêu là về thuê nhà tôi đi, thuê một cái phòng đi rồi phụ má tiền điện nước. Thì mấy cái chuyện lấn cấn trước á, em ngại em không muốn về. Tại kiểu mình chưa biết người ta có hiểu mình hay chưa nên em không dám về. Xong Giang mới kêu để tôi về tôi hỏi má cho. Xong rồi về hỏi. Em dọn về em tính là em chỉ ở 1-2 tháng rồi em tìm chỗ khác em thuê. Em ở tới giờ luôn 2 năm. Em về em ở là gia đình Giang bình thường với em. Dạ. Mà bây giờ gia đình biết hai người quen nhau chưa? Em nghĩ chắc là biết thôi nhưng mà không có ai đề cập hết. À nhưng mà bọn em chưa có chính thức ra mắt gia đình của ai hết đúng không? Dạ, chỉ là người lớn tự đoán với nhau thôi. Dạ đúng rồi. Rồi về bên nhà Giang ở, về mỗi người ở một phòng. Dạ không, em ở chung phòng Giang. Ủa sao bảo là ở phòng khác để giúp mẹ tiền điện nước? Ông Giang ông nói nhưng mà tới lúc em dọn về ông kêu thôi ở chung phòng ông đi khỏi mất công dọn dẹp. Vậy là nhà biết rồi. Cái nhà biết chân rồi. Cái em để đồ vô em ở chung luôn đâu biết gì đâu. Tại nhà người ta cho mình ở đâu mình ở đó hả? Ủa sao em dễ vậy cưng? Ông Đạt chắc thương quá chị. Trời là hai người ở chung nhà 2 năm rồi. Dạ.
Hồi trước á, em ở em cứ sợ là em không có hợp với lại cái cách sống của nhà Giang, bởi vì nhà Giang là người Bắc còn em là người Nam. Ai ngờ về em ở em hợp với mẹ kinh khủng luôn á, hai mẹ con suốt ngày cứ bày ra nấu nướng, mẹ chồng con dâu mà nấu ăn xong rồi ông này từ năm mấy giờ 66 kg rồi, nhà ai cũng mập lên nhờ hai mẹ con em hết trơn. Người Bắc không yêu thôi mà yêu là yêu yêu rất là sâu đậm. Dạ trời mà cứng rắn á, lúc mà bỏ ra bỏ cũng rất là nhanh. Chị có vẻ nhiều kinh nghiệm với người Bắc lắm. À, chị đã có những mối tình của chứ cha Bắc mà chị biết mà cha Bắc yêu yêu tha thiết lắm. Nhưng mà nếu mà khi mà quyết định một vấn đề gì là cái rụp. Dạ. Còn trong Nam mình á là tình cảm dây dưa hơn. Rồi từ đó đến giờ có góp tiền điện nước cho mẹ không em? Em đưa mẹ không lấy. Em cứ nói cô ơi con phụ tiền tháng này kia. Có nhiều có tiền không? Mẹ đâu đi chỗ gì nữa. Ngại. Có gì đâu ngại, trước sau cũng kêu à. Tại vì em có cơ sở để em nói câu đó. Em mồ côi cha mẹ, đâm ra em thiếu tình thương. Đâm ra là con thấy cô có nhiều điểm giống như mẹ con. À, hay là cô cho con gọi à, cô bằng mẹ đi. Cô là mẹ nuôi con được không? Em sao? Sợ mình nhận mẹ nuôi xong mốt được lấy con mẹ rồi sao? Cái đó mẹ nuôi là trên danh nghĩa thôi. Hiểu không? Tại vì mẹ sẽ nuôi để mốt con của mẹ ăn. Mẹ sẽ nuôi để mốt con của mẹ ăn. Thật ra là em nghĩ là mẹ em cũng nhận rồi chứ. Có lần bạn này đi chợ chung với mẹ, thì mấy cô ngoài chợ quen á hỏi mua đồ gì nhiều vậy, mua chai ăn nhiều vậy, mua dâu rể ăn. Mà em có hai chị gái thôi, tức là chỉ có rể thôi, đâu có dâu đâu. Mà đó, nói dâu rể là sẵn dịp thấy... là chuyến này về là nói luôn. Dạ. Mình chỉ chúc hai em sẽ được trăm năm hạnh phúc. Và chúc cho em khi mà em mở lời em nói cái vấn đề nãy chị chia sẻ, nhưng mà chị nghĩ nè, em sẽ thành công. Chị chúc hai em sẽ trăm năm hạnh phúc và đi đến với nhau bằng một cái kết tốt đẹp. Dạ. Đó là hai tụi em sẽ cưới nhau ha. Dạ. Rồi bây giờ bọn em có cái kết nào đẹp đẹp dành cho chương trình không nè? Tuân hay thích hung và thích nhìn người khác hung để rút kinh nghiệm cho mình.